Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 68. Chương 671, Quái vật 4. Sắc dục thần tướng bình thản nói đi. Cấp dưới nhẹ nhàng thở ra, vẫn không dám ngẩng đầu, tốc độ nói cực nhanh. Ngân Nguyệt thần tướng gọi điện thoại tới, hy vọng ngài tham gia hội nghị đỉnh cao 615 năm nay. Địa điểm ngay tại tỉnh Giang Nam. Sắc dục thần tướng nhíu nhíu mày. Cái gọi là hội nghị đỉnh cao 615 là hội nghị đỉnh cao ba đại tổ chức tà ác tổ chức, tôn chỉ là để đám người nghề nghiệp tà ác ở trong phó bản giết chóc đoàn kết lại, chế định kế hoạch, đạt thành nhận thức chung, cùng nhau đồng lòng hợp sức săn giết nghề nghiệp hợp pháp. Hội nghị đỉnh cao 615 hàng năm đều là tổ chức ở sau khi đấu lôi đài của chính phủ kết thúc, bởi vì thời điểm này, thành tích đấu lôi đài đã ra lò. Đám nghề nghiệp tà ác cần căn cứ danh sách cảnh giới siêu phàm, danh sách cảnh giới thánh giả của chính phủ, mở ra thảo luận cùng bố trí. Trên hội nghị đỉnh cao 615, mỗi tổ chức đều sẽ phái trụ cột qua đó. Sắc dục thần tướng không muốn đi, bởi vì kế hoạch đi săn tiểu viên của hắn còn đang trong chuẩn bị. Huyết Yến Tử đã từ chối lời mời hợp tác của hắn, sắc dục thần tướng lần này chuẩn bị thù lao đối phương không thể từ chối. Trong vài ngày, hắn không có lúc nào là không nhớ tới vị đại mỹ nhân kia, sốt ruột không chờ nổi muốn chà đạp cô, tra tấn cô, đánh nát hướng tới đối với thiện lương, theo đuổi đối với ánh sáng trong lòng cô. Nếu là tham gia hội nghị đỉnh cao 615, hắn cũng chỉ có thể gác lại kế hoạch. Nhưng lấy tính tình của lão ca nóng này, Ngân Nguyệt thần tướng, nếu mình từ chối, tên kia tuyệt đối sẽ ngàn dặm xa xôi đánh tới Tùng Hải, không nghe không hỏi đánh hắn một trận. Đánh trong khái niệm của yêu mê hoặc cũng không phải là tùy tiện đánh chút, mà là đứt gân gãy xương, bán thân bất toại cái loại đó. Biết rồi, sắc dục thần tướng trầm giọng nói, còn có một việc, cấp dưới thấp. Giọng nói, đấu lôi đài chính phủ tổ chức, thi đấu cảnh giới siêu phàm đã kết thúc, quán quân là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sắc dục thần tướng khẽ nhíu mày, ngạc nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nhanh chóng nhớ lại tư liệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, người này ở tháng 4 năm nay vượt qua linh cảnh thí luyện thần dạ du là đường hầm xà linh, thời gian trở thành thần dạ du không tới 3 tháng. Không đến 3 tháng, đánh bại Triệu Thành Hoàng thành danh đã lâu, lại là một tên phó thanh dương. Sắc mặt sắc dục thần tướng trở nên ngưng trọng, như vậy xem ra, hội nghị đỉnh cao lần này cần trọng điểm bàn bạc săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào. Kẻ này nhất định không thể lưu. Thành phố Bàng Giải, lâm viên tràn đầy màu xanh. Lầu các phong cách cổ, lầu 2, Tạ Mụ Mụ dựa ở bên giường mỹ nhân, ngón tay ngọc xanh miết nâng chén sứ, thưởng thức cảnh sắc lâm viên. Mọi người đều biết, thành phố Bàng Giải có hai đặc sắc lớn, một là lâm viên được xưng đứng đầu thiên hạ, hai là cua so với nhân sâm còn đắt tiền hơn. Tạ Mụ Mụ hôm nay mặc là sườn xám màu xanh nõn chuối, váy thêu hoa sen sống động như thật, kiểu tóc cũng là búi tóc đỉnh đầu phục cổ. Điều này làm cô thoạt nhìn giống Di Thái Thái thời đại dân quốc, nuôi ở trong khuê phòng đại viện. Giải thích Di Thái Thái nghĩa là vợ bé. Hết giải thích. Mặt trái xoan xinh đẹp, trang điểm nhẹ, đường kẻ mắt màu đen phác thảo ra đôi mắt lấp lánh có thần, mặt mày có ngây thơ của thiếu nữ, dáng người lại là sự đầy đặn mà thiếu nữ còn thua xa. Di Thái Thái này còn phải là vai chính gánh hát. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Tạ Mụ Mụ quay đầu nhìn, mặt mày vui vẻ, nói, nha, lão gia đi ra rồi. Nói xong, uyển chuyển đứng dậy, hướng người đàn ông phía sau lao vào như chim én. Người đàn ông thuận thế ôm vợ, nhìn quanh một phen, Linh Hy còn chưa về. Tạ Mụ Mụ nghiêng đầu, nghĩ, ngợi một lát, hoang mang nói, ồ, Linh Hy còn chưa trở về sao? Một giây sau, cô bừng tỉnh đại ngộ, người ta mấy ngày nay chỉ mải nhớ lão gia, xem nhẹ con gái, còn tưởng nó đã sớm về nhà. Tạ Ba Ba nghe vậy, lộ ra nụ cười vui vẻ lại cương triều. Hắn thoạt nhìn ngoài 30 tuổi, ngũ quan lập thể, mũi cao, mày rậm, ánh mắt thâm thúy, khóe mắt có nếp nhăn nhỏ dày. Mơ hồ có thể thấy được, lúc trẻ tuổi là soái ca không hề tệ, bây giờ là chú đẹp trai từng trải qua tang thương, lắng đọng năm tháng. Cẩn thận quan sát, có thể thấy được có vài phần tương tự với Tạ Linh Hy. Tạ Ba Ba tên Tạ Tô, là con trai thứ 5 của gia chủ đời trước, cảnh giới chúa tể. Thời gian hắn đạt được thẻ nhân vật rất muộn, lúc 20 tuổi mới đạt được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Ở trước đó,
hắn là một thành viên bé nhỏ không đáng kể của Tạ gia. Nhưng chính là một kẻ thường thường như vậy, lại rất được lão tổ tông yêu thích, cùng tự mình ban cho hôn nhân, mang Minh Châu trong gia tộc gả cho hắn. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 672, kết toán phần thưởng dày hậu thổ 1. Tạ Mụ Mụ cũng là người Tạ gia, tổ tiên cô cùng lão tổ tông Tạ gia là anh em họ. Tạ gia lão tổ sau khi trở thành Linh Cảnh Hành Giả, tông tộc gà chó lên trời, bám vào trên cái cây to che trời này sinh tồn. Linh Cảnh sinh ra đến nay, hơn 100 năm thời gian vội vàng trôi qua, Tạ gia sinh sản sinh lợi, đã là quái vật lớn của tỉnh Tán Trang. Từ mấy thế hệ trước bắt đầu, Tạ gia liền thông hôn trong tộc. Hàng năm các tộc lão đều sẽ mở ra gia phả, chọn lựa ra người trẻ tuổi vừa độ tuổi hầu như không có quan hệ huyết mạch hôn phối. Tạ Mụ Mụ loại đại mỹ nhân nổi tiếng tông tộc này, người cầu hôn vô số kể, lại bị lão tổ tông gả cho phế vật Tạ Tô, lúc ấy người trẻ tuổi cùng thế hệ ai cũng khó chịu. Âm thầm mắng hắn cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Nhưng không ai ngờ, sau khi thành hôn, năm thứ hai Tạ Tô liền đạt được thẻ nhân vật, từ đó về sau mở ra khuôn mẫu nhân vật chính. Một năm sau ngạo nghễ cùng thế hệ, ba năm sau ngạo nghễ trưởng bối, 10 năm sau trở thành chúa tể trẻ tuổi nhất gia tộc. Ở trong ba nhà nhạc sĩ, là nhân vật như truyền kỳ. Tạ Ba Ba hỏi, đấu lôi đài hẳn là kết thúc rồi nhỉ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chen vào năm hạng đầu hay không? Hắn dẫn vợ đẹp vào ngồi, rót hai chén trà, nói kẻ này thiên phú cực tốt, nhưng thiên tài cảnh giới siêu phàm. Không đại biểu có thể nổi bật ở cảnh giới thánh giả, cho nên anh vốn định quan sát trước, đầu tư thích hợp. Nhưng hắn tiến bộ rất nhanh, sau khi ở trong trấn Âm Dương giết chết Lý Hiển Tông, anh liền quyết định lôi kéo. Lần này hắn nếu chen vào năm hạng đầu, tiệc cua sau mùa thu, liền mời hắn đến nhà ngồi một chút. Hắn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là rất để bụng, dù sao người trẻ tuổi ưu tú như vậy không nhiều. Tạ Mụ Mụ ừm một tiếng, bờ môi đỏ mọng kiều diễm mím lên mép chén trắng nõn, khẽ nhấp một ngụm, nói không phải năm hạng đầu. Tạ Ba Ba nghe vậy, lộ ra vẻ mặt thất vọng, đáng tiếc. Tạ Mụ Mụ, hắn đoạt giải quán quân. Tạ Ba Ba nhéo nhéo mũi vợ, đừng nói giỡn. Tạ Mụ Mụ giảo hoạt nói, tự anh hỏi Linh Hy bái. Tạ Ba Ba nửa tin nửa ngờ gọi vào số của con gái. Linh Hy à, Ba Ba đi ra rồi, đấu lôi đài kết thúc rồi sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thành tích gì? Nghe xong điện thoại, Tạ Tô ngây người, sau một lúc lâu không nói gì. Sau một hồi, hắn cúp điện thoại, day day mi tâm, lại là một nhân vật cấp quái vật. Một kẻ trước được xưng quái vật là Ma Quân, một người trước nữa là Phó Thanh Dương, một người trước nữa là Nữ Nguyên Soái. Những người này đều thành tựu rất khủng bố. Vẻ mặt Tạ Ba Ba nghiêm túc, anh phải đi gặp lão tổ tông một lần. Đêm khuya, Trương Nguyên Thanh chờ mong kết toán thưởng ngày mai, lại bị một đoạn tiếng dòng điện xẹt xẹt đánh thức. Cách nhiều ngày, loa Miêu Vương lại sắp dở quẻ. Thật là, mỗi lần đều là đêm khuya lên cơn, có để người ta ngủ hay không? Trương Nguyên Thanh tung chăn, mở ra ngăn kéo bàn, lấy ra loa Miêu Vương, tiến vào giả du. Cả một bộ động tác nhắm mắt hoàn thành, thuần thục làm người ta đau lòng. Xẹt xẹt. Trong tiếng dòng điện, loa Miêu Vương truyền đến tiếng cô gái rên khẽ, tiếng đàn ông thở dốc, tiếng thân thể va chạm. Thật không hổ là ngươi nha, Ma Quân làm bằng sắt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, cố gắng để mình tâm như nước lặng, không bị suy nghĩ lung tung ảnh hưởng. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi sinh ra ảo tưởng, cô gái Ma Quân lần này ngủ là ai? Bề ngoài khẳng định rất đẹp, nếu trên mông mọc cái đuôi heo, vậy chính là cực phẩm rồi. Đang nghĩ ngợi lung tung, sắc mặt Trương Nguyên Thanh đột nhiên cứng đờ. Giờ này khắc này, hắn tràn ngập ý tưởng che mặt, thất thanh khóc toáng lên. Tìm một cơ hội bán bù nhìn đi, món đồ chơi này không thể dùng nữa, còn tiếp tục như vậy, mình sẽ giống với Chu Dung bị chơi hỏng mất. Không hề nghi ngờ, đây là trả giá do sử dụng bù nhìn. Trong thi đấu lôi đài, hắn bất đắc dĩ, lại dùng bù nhìn vài lần, vì thế ma chú cái đuôi heo lại xuất hiện rồi. Bù nhìn ô nhiễm là không thể nghịch chuyển, là năng lực tịnh hóa cũng không tiêu trừ được. Trước đó hắn ném bù nhìn vào trong kho hàng, bệnh trạng cái đuôi heo có điều giảm bớt, cái này nói rõ ô nhiễm còn chưa tới mức hoàn toàn thay đổi xu hướng tính dục. Nhưng sau khi dùng vài lần trên lôi đài,
cho dù lại ném đến kho hàng bang phái, ma chú vẫn đã xuất hiện, nói rõ ô nhiễm ăn mòn đang sâu sắc thêm. Đặt ở trong kho hàng bang phái cũng không được, loại đạo cụ cường đại này, mình lúc gặp được nguy hiểm, khẳng định nhịn không được dùng. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ, quyết định tìm cơ hội bán cho ngài Bill. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 673, kết toán phần thưởng dày hậu thổ 2. Trong bất chi bất giác, audio ở trong tiếng dòng điện xẹt xẹt, nhảy qua đoạn nội dung không biết xấu hổ này, chỉ nghe Ma Quân thở dốc cười nói, chị tốt, thoải mái không? Cô gái khẽ ừm một tiếng, thoải mái không? Nói mau. Ma Quân bỡn cợt cười nói, đáng ghét. Cô gái gắt. Cô gái lần này tựa như có chút khác, có chút rụt rè ngượng ngùng, không giống audio vài lần trước, đều là đĩ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm. Là một sinh viên chưa từng trải, hắn theo bản năng có hảo cảm đối với cô gái rụt rè, rất mâu thuẫn đối với cô gái phóng đãng hình hài. Trong audio bỗng nhiên không còn tiếng gì, tiếp đó là tiếng khẽ thở dốc, hai người tựa như đang hôn môi. Một lát sau, Ma Quân thấp giọng nói, ta thích ngươi vừa rồi gọi ta ca ca, mau, gọi vài tiếng nữa. Cô gái không nói lời nào. Ở dưới Ma Quân kiên trì không ngừng dây dưa, cô mới ngượng ngùng hô một tiếng, hảo ca ca. Ma Quân mừng rỡ, hảo tỉ tỉ. Uệ, buồn nôn chết mất, lão tử nổi cả da gà. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ các ngươi có thể cân nhắc một phen cảm thụ của khán giả không? May mắn Ma Quân ngươi chết sớm, bằng không bản thiên tôn trong nháy mắt khiến ngươi chết về mặt xã hội. Cô gái gắt, ngươi cái gã này, rõ ràng nhỏ hơn nhiều như vậy, cứ thích nghe ta gọi ca ca. Chúng ta không thể lưu lại nơi này quá lâu nữa, Hồng Anh trưởng lão rất nhanh sẽ đi tìm đến. Ma Quân nóng nảy nói, bà già đó âm hồn không tan, chờ lão tử tấn. Thăng chúa tể, làm thịt bà ta đầu tiên, bà ấy là thượng cấp của ta, đối với ta như mẹ như sư phụ. Ai? Ai bảo ngươi tiếng tăm xấu xa chứ, bà ấy tất nhiên là không có khả năng để chúng ta bên nhau. Nghe đến đó, đầu óc Trương Nguyên Thanh vang ong một tiếng, biết nữ nhân vật chính của audio là ai rồi. Thái Nhất Môn, Âm Cơ. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới bộ dáng Âm Cơ, tuy trên thi đấu lôi đài, cô đội khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng mỹ nhân thật sự, từ hình thể, từ khí chất, đã có thể phân biệt. Không hề nghi ngờ, Âm Cơ là đại mỹ nhân chất lượng tốt. Hời cho Ma Quân rồi. Trương Nguyên Thanh oán giận nghĩ. Đối thoại trong audio tiếp tục. Âm Cơ nói, không nói bà ấy nữa. Hảo ca ca, ngươi bây giờ là cấp 6. Ta đề nghị ngươi trước đừng tham gia phó bản giết chóc cuối năm. Ngươi ở cảnh giới thánh giả mài rũa thêm một năm tới năm rưỡi. Dung hội quán thông tinh thần lực. Hoặc một lần nữa cô đọng thái âm lực. Tóm lại, đừng tấn thăng chúa tể nhanh như vậy. Ma Quân kinh ngạc nói, đây là vì sao? Hồng Anh trưởng lão từng nói với ta, thần dạ du nghề nghiệp này rất đặc thù, sau cảnh giới chúa tể, muốn hướng lên trên nữa, thì cần chuyên tinh hạng lực lượng nào đó. Thái âm, tinh thần cùng thái dương, ba chọn một, mà đến cảnh giới chúa tể, lựa chọn của ngươi cũng chỉ có thái dương, nhưng tuyệt đối, đừng chọn thái dương. Loại ý kiến này ta là lần đầu tiên nghe, vì sao không thể chọn thái dương? Hồng Anh trưởng lão chưa nói, vậy Thái Nhất Môn chủ, chuyên tinh cái gì? Ngươi quên danh hiệu của hắn rồi. Quan tinh đấu phủ Sơn Hà, không gì không biết. Ta hiểu rồi. Tiếng dòng điện xẹt xẹt thay thế đối thoại, Trương Nguyên Thanh rời khỏi dạ du, ngồi ở cạnh bàn bắt đầu trầm ngâm. Thái âm tinh thần cùng Thái Dương, phải lựa chọn một cái chuyên tinh. Cái lựa chọn này, quan hệ đến cảnh giới kia sau cảnh giới chúa tể. Mình bỗng hiểu Triệu Thành Hoàng vì sao phải kẹt ở giai đoạn siêu phàm rồi. Hắn chọn là thái âm chuyên tinh. Như vậy, mình cũng phải cân nhắc một phen chuyên tinh cái nào. Nghe ý kiến của Âm Cơ, chỉ cần trước cấp chúa tể lựa chọn là được. Vậy không có gì ngoài thái âm cùng tinh thần, mình tấn thăng thánh giả trước, xem tinh quan có những năng lực nào. Lại cân nhắc lựa chọn thái âm hay tinh thần, nói, Ma Quân cuối cùng lựa chọn cái gì? Vì sao không thể chọn thái dương chứ? Cảm giác nhật từ này rất phù hợp Ma Quân nha. Giải thích từ Nhật hay còn gọi là mặt trời, đây cũng là câu chửi. Hết giải thích, quan tinh đấu phủ Sơn Hà, Thái Nhất Môn chủ chuyên tinh là tinh thần. Lúc này, trong loa Miêu Vương lại truyền đến tiếng của Ma Quân, lần này không phải đối thoại, mà là hắn ghi âm.
Ta gặp một cô nương khiến ta nguyện ý bỏ qua một cánh rừng rậm, cô ấy tên Âm Cơ. Cô ấy biết rõ ta là nô bộc của phán quan mắt quỷ, biết rõ ta bị chén thánh đọa lạc ô nhiễm, vẫn nguyện ý đi theo ta, bầu bạn ta, nhưng như vậy ta làm sao xứng với cô ấy. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày nghe một lần audio siêu phàm sơ kỳ, tìm về ta thiện lương kia, đối kháng chén thánh đọa lạc ăn mòn. Đồng thời còn cần đoạn tuyệt quan hệ với những người phụ nữ kia. Ông trời phù hộ, ngươi cái gì cũng chưa cho ta, thì đừng từ bên người ta cướp đi cô ấy nữa. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 674, kết toán phần thưởng dày hậu thổ 3. Ma Quân đối với Âm Cơ quả thật khác biệt, mình nhớ rõ trong vài đoạn audio trước, hắn cũng đã đến cảnh giới thánh giả, khi ngủ với gái, mở mồm ngậm miệng con đĩ, căn bản không tôn trọng phụ nữ. Nhưng cũng ở cảnh giới thánh giả, thái độ của hắn đối với Âm Cơ, tựa như đàn ông trong lúc tình yêu cuồng nhiệt, một câu một cái hảo tỉ tỉ buồn nôn. Có thể thấy được, gã này đối với Âm Cơ là yêu thật, đáng tiếc. Trương Nguyên Thanh thở dài, tiếc chuyện cũ không thể sửa đổi, bằng không, hắn có thể giúp đỡ cầu nguyện một phen. Âm Cơ về sau vẫn bị Hồng Anh trưởng lão mang về Thái Nhất Môn, hai người từ đó mỗi người đi một ngả, như người lạ, không lui tới nữa. Ma Quân hoàn toàn sa ngã, xuống dốc. Nhưng cho dù là như vậy, Ma Quân giai đoạn sau vẫn chưa giết Hồng Anh trưởng lão, lấy thực lực về sau của hắn. Muốn giết Hồng Anh trưởng lão hẳn là không khó, nguyên nhân xét đến cùng, đại khái chính là đoạn lời kia Âm Cơ trước đó nói nhỉ. Tiếng dòng điện xẹt xẹt vang lên, tiếp theo, trong loa bay ra tiếng ca trầm thấp, người tình đã xa, vĩnh viễn không về nữa, im lặng ngồi cô đơn, phóng mắt nhìn trần thế ngoài kia. Hoa tươi tuy sẽ héo tàn, chẳng qua sẽ lại nở. Mời đời yêu, ở ngoài mây trắng, biển khổ cuốn lên yêu hận. Trên thế gian, khó thoát khỏi vận mệnh, người con mẹ nó còn cảm xúc kích động. Trương Nguyên Thanh vỗ một cái ở trên loa Miêu Vương, xẹt xẹt. Loa Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện, tiếng ca gián đoạn, tiếp đó ngừng lại. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, thấy không phát audio nữa, liền thu loa Miêu Vương về ngăn kéo, chui vào trong chăn điều hòa, ngủ ngáy khò khò. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh dậy rất sớm, ngồi ở trước bàn ăn hưởng dụng bữa sáng, theo thói quen mở ra diễn đàn chính phủ. Bài đăng thổi phồng hắn ngày hôm qua vẫn còn, nhưng không là dòng thứ nhất nữa, thay thế là thi đấu lôi đài giai đoạn thánh giả, 2 giờ chiều bắt đầu. Bây giờ là ngày 10 tháng 6, phó bản giết chóc là hạ tuần tháng 6, thời gian để lại cho chính phủ nhiều nhất một tuần. Trong một tuần phải kết thúc thi đấu lôi đài, cho nên thi đấu siêu phàm cùng thánh giả, khoảng cách sẽ không quá dài. Buổi chiều hôm nay là có thể xem. Cảnh giới thánh giả thi đấu rồi. Trương Nguyên Thanh nghĩ thôi đã rất kích động, chiến đấu cảnh giới thánh giả, ngày thường không thấy được đâu. Quan sát cảnh giới thánh giả chiến đấu, có thể cho hắn càng thêm hiểu biết đặc điểm của thánh giả hợp pháp, tương lai phải đánh, cũng có thể làm được biết người biết ta. Rửa mặt xong, đeo ba lô hai vai làm bộ ra ngoài đến trường, ở ngoài tiểu khu gọi một chiếc xe taxi, tới Vịnh Phó Gia. Hôm nay cần đi Vịnh Phó Gia, đón Âm Thi về, còn có lĩnh giày hậu thổ. Hắn nay không cần đi trường học nữa, nhờ Ma Nhãn Thiên Vương ban tặng, Thủy Thần Quan Lạc Thần trưởng lão đã biết thân phận chân thật của hắn. Đáp ứng thay hắn giải quyết vấn đề trốn học, đồng ý hắn có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đang giờ cao điểm buổi sáng, tình hình giao thông chật chội, xe taxi đi một chút dừng một chút, 8 giờ xuất phát, 9 rưỡi mới đến vịnh nhà giàu. May hắn bây giờ không thiếu tiền, nếu không 150 đồng tiền xe có thể đau lòng đến mức khó thở. Tới biệt thự Phó Thanh Dương, ở dưới em gái tai thỏ dẫn dắt, đến phòng sách. Hắn đầu tiên thấy là vong giả số 1 ngã trên thảm phòng sách, không ngừng cựa quậy, trong con người nó lóe ra hung ác điên cuồng, lóe ra tàn bạo, muốn mang Phó Thanh Dương người sống duy nhất trong phòng sách rỡ thành 8 mảnh. Nhưng nó không làm được. Ồ, mình quên hủy bỏ chỉ lệnh. Trương Nguyên Thanh ý niệm khẽ động, thông qua dấu ấn trong thức hải câu thông Âm Thi, xóa tan đi sự sao động của nó. Cất bước tiến lên, lấy ra lưỡi dao khát máu, cắt đứt dây leo trói buộc Âm Thi. Làm xong những thứ này, hắn mới nhìn về phía hai Phó Thanh Dương cuối thảm đỏ, một treo trên tường, một ngồi ở sau bàn. Cảm ơn Bách Phu trưởng thay tôi nhặt về Âm Thi. Trương Nguyên Thanh sai khiến Âm Thi hành lễ quỳ gối.
Phó Thanh Dương nhất thời gợi lên hồi ức hôm qua, thản nhiên nói, ngày hôm qua cậu đi muộn một bước. Thần Dạ Du Thái Nhất Môn liền muốn quần ẩu cậu. Hắn không nói lời thừa, nói, phần thưởng thi đấu đã kết toán, phần thưởng của cậu là giày hậu thổ, cùng với công huân cấp C. Nói xong, từ trong ô vật phẩm lấy ra một đôi ủng dài. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, ánh mắt theo đó hướng về cái giày, nó tương tự ủng thời cổ, ống cao đế giày, do tơ lụa màu vàng đất dệt thành, thêu hoa văn đám mây tinh xảo đẹp đẽ. Nó giống như rất nặng, hai tay Phó Thanh Dương kéo đôi giày này, cánh tay hơi phát run. Nó là của cậu, Phó Thanh Dương nói. Trương Nguyên Thanh vội bước lên phía trước, hưng phấn tiếp nhận giày. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 675, Kỹ gần như đạo một. Dầm, Trương Nguyên Thanh trực tiếp nằm úp sấp ở trên mặt đất, hai cánh tay gắt gao dính lên mặt đất, cùng nghe thấy tiếng cánh tay mình gãy xương. Giày thật nặng, ót Trương Nguyên Thanh toát mồ hôi lạnh, hắn từ cánh tay Phó Thanh Dương hơi phát run, suy đoán ra đạo cụ này không nhẹ. Nhưng không ngờ sẽ nặng như vậy, trực tiếp ép gãy xương cánh tay mình. Không đúng nha, giày nặng như vậy, Phó Thanh Dương sao không nhắc nhở mình. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy vẻ mặt Phó Thanh Dương trong lạnh nhạt, thầm che giấu bỡn cợt. Thực lòng dạ hẹp hòi, còn đang tức giận vì chuyện thân bại danh liệt. À, đôi giày này ở trong tay Bách Phu Trưởng nhẹ như lông hồng, đến chỗ tôi, liền nặng như núi. Tôi quả nhiên kém Bách Phu Trưởng xa vạn dặm. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng cảm khái. Nghe vậy, Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, thu vào trong ô vật phẩm. Sau khi nhận chủ, nó sẽ biến thành nặng nề trên ý nghĩa bình thường. Trước khi nhận chủ, cậu không nhấc nổi nó. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lại chưa lập tức thu giày, bởi vì lúc này, giới thiệu thuộc tính vật phẩm vừa lúc hiện lên, tên, giày hậu thổ loại hình, loại, giày công năng, sơn thần, không trọn vẹn, một cước chí mạng giới thiệu, giày này thu thập tơ tằm thánh sơn làm ra, mỏng nhẹ như lông vũ, dao cắt khó đứt, sau chôn ở thánh sơn 33 năm, nuốt long mạch địa khí, luyện tinh hoa bát phương, mới thành. Tên viết, giày hậu thổ, ghi chú một, nó là một trong những bộ kiện của lễ phục tế trời, ba món còn lại là mũ, áo bào, đai lưng. Nghe nói, tập hợp đủ bộ trang bị bốn món, có thể nhìn thấu bí mật trường sinh. Ghi chú hai đi nó vào, từ nay về sau ngươi chính là người thành thật, làm người cước đạp thực địa, giải thích từ cước đạp thực địa, nghĩa đen là chân đạp mặt đất, nghĩa bóng nghĩa là làm đến nơi đến chốn. Hết giải thích, ghi chú ba mọi người đều biết, người thành thật sức bền đều không tệ. Sơn thần. Mình nhớ sơn thần là tên nghề nghiệp sau khi chuyển chức của thổ quái, ý tứ không trọn vẹn là chỉ có bộ phận năng lực của sơn thần. Ghi chú 2 cùng ghi chú 3 rõ ràng là trả giá nhỉ, ba chữ người thành thật khiến mình có chút hoảng hốt nha. Trương Nguyên Thanh ý niệm khẽ động, thu giày hậu thổ đặt ở trên cánh tay vào ô vật phẩm, hoàn thành nhận chủ. Một giây sau, giày hậu thổ từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra, ầm một tiếng rơi ở trên thảm. Trương Nguyên Thanh giật hai cánh tay nâng lên chân trái, cũng không cởi giày, thò vào lỗ giày hậu thổ, lỗ sỏ giày tự phóng to, dễ dàng chứa chân trái của hắn. Sỏ vào không tiện lợi như giày khiêu vũ màu đỏ, nhưng cũng tạm được. Trương Nguyên Thanh làm y hệt sỏ chân phải vào. Khoảnh khắc đi vào đôi giày này, hắn tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ công năng cùng tác dụng của giày hậu thổ, cũng đã biết trả giá của nó. Đầu tiên là một cước chí mạng, ngưng tụ lực lượng đại địa vào chân, có thể đá ra một đòn của cảnh giới thánh giả, một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Chỉ bằng năng lực này, hành giả siêu phàm bình thường, mình có thể giết chết trong chớp mắt, dưới tình huống đơn thuần thân thể chống lại. Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi. Tiếp theo là sơn thần. Sơn thần tổng cộng có 2 năng lực. 1. Hấp thụ địa mạch tinh hoa. Hấp thụ địa mạch tinh hoa, chuyển hóa thành thể lực cuồn cuộn không ngừng. Đây là nguyên nhân thổ quái sức bền vô hạn. Chỉ cần chân đạp đại địa, mặc dù đánh 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mỏi mệt. Nhưng lừa của đội sản xuất nếu biết kỹ năng này thì tốt rồi, Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Giải thích câu lừa của đội sản xuất là xuất phát từ câu nói dân gian, lừa ở đội sản xuất không bằng bạn, vì ở quê có đội sản xuất, con lừa trong đó làm ngày làm đêm, nên mới dùng câu này. Để mô tả những người rất bận rộn. Hết giải thích. 2. Luyện hóa một mảng khu vực, trở thành thần trong khu vực này, cái tên Sơn Thần liền bởi vậy mà có.
nhưng lựa chọn khu vực lý tưởng nhất là núi sâu, bởi vì như vậy Sơn Thần có thể mượn dùng địa thế, cho dù kẻ địch cấp bậc cao hơn bản thân, cũng có thể ứng đối. Tiếp theo là đất bằng, tệ nhất là thành thị. Nghe qua giống như Sơn Thần trong truyền thuyết thần thoại, vậy có phải hay không còn có thể có thủy thần? Mặt khác, luyện hóa một mảng khu vực cùng trận pháp nước lửa của pháp bảo âm dương có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm nghĩ. Về phần một đòn chí mạng, phương diện trả giá, ghi chú một tổng cộng có hai sự trả giá, một cái là người thành thật, một cái là cước đạp thực địa. Cái gọi là người thành thật chỉ là tính tình sẽ trở nên chất phác trung hậu, giải thích trực quan nhất chính là một ngày nào đó Quan Nhã hỏi hắn, cậu hôm nay có nhìn lén ngực chị em hay không? Bình thường Trương Nguyên Thanh sẽ trả lời, tôi chỉ nhìn của chị. Nhưng sau khi xỏ vào giày hậu thổ, hắn trả lời là, tôi. Đã nhìn mấy chị em, vẻ mặt xấu hổ. Một cái trả, giá khác, cước đạp thực địa. Ý tứ mặt chữ, dưới trạng thái đi giày hậu thổ, biên độ nhảy lên sẽ giảm bớt rất nhiều, cơ bản bị hạn chế trên mặt đất. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 676, kỹ gần như đạo 2. Ghi chú 2 đã là trả giá, cũng là năng lực, nơi này nhắc tới sức chịu đựng, không chỉ là thể lực, còn có sức chịu đựng phương diện tinh thần, ví dụ như cường độ kiên nhẫn, chịu đau đớn, năng lực chịu đựng đối với khiêu khích vân vân. Lúc này, Phó Thanh Dương bên cạnh đánh giá, giày hậu thổ là một đạo cụ không tệ, nếu cậu có thể lợi dụng tốt năng lực Sơn Thần thì có thể đối kháng với Triệu Thành Hoàng rồi. Lấy thực lực bây giờ của Nguyên Thủy, thật ra kém Triệu Thành Hoàng một đoạn. Nếu không có bộ chiến giáp kia, âm thi của Nguyên Thủy sẽ ở trong thời gian ngắn bị phá. Lúc đó, Triệu Thành Hoàng phối hợp âm thi triển khai vây công, Nguyên Thủy chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Lại thử mặc tiếp pháp bảo âm dương, xem có kỹ năng bộ trang bị hay không. Trương Nguyên Thanh như chưa nghe thấy Phó Thanh Dương nói, từ ô vật phẩm lấy ra pháp bảo âm dương. Đã là bộ trang bị, giữa bộ kiện chắc chắn có tăng thêm, bằng không đã không gọi là bộ trang bị. Nhưng cái tăng thêm này là cần tập hợp đủ bộ trang bị mới sẽ xuất hiện, hay là chỉ cần đạt tới hai món là được, Trương Nguyên Thanh không chắc lắm. Soạt, áo choàng mở ra, khoác trên vai. Trương Nguyên Thanh cẩn thận cảm ứng một lát, trên mặt lộ ra sự vui mừng bất ngờ. Quả nhiên có kỹ năng bộ trang bị, kỹ năng này là sau khi âm dương pháp trận mở ra, phân thân nước lửa sẽ không là người lửa và người nước nữa. Giày hậu thổ sẽ giao cho hai đại phân thân thực thể là người đất sét, thân thể của người đất sét không thể phá vỡ, lực lượng lớn vô cùng. Trương Nguyên Thanh vui mừng bất ngờ ở chỗ, rốt cuộc bù lại chỗ thiếu hụt phân thân nước lửa công kích không đủ. Lúc đấu lôi đài nếu có giày hậu thổ, pháp trận âm dương mở ra, Trương Nguyên Thanh cam đoan có thể đánh Triệu Thành Hoàng ngay cả ông hắn cũng không nhận ra. Cái áo choàng này của cậu là... Phó Thanh Dương ngẩn ra một phen, trong mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Làm tham báo, hắn từ biểu cảm nhỏ của Nguyên Thủy, cùng với động tác lấy ra áo choàng, đã quan sát được chân tướng. Trương Nguyên Thanh không giấu, cái áo choàng này là đạo cụ ẩn tôi từ trong trấn âm dương đạt được, nó là một phần trong bộ trang bị tế trời, giày hậu thổ cũng vậy. Phó Thanh Dương đã thu lại sự kinh ngạc, khẽ gật đầu, khó trách cậu lúc ấy nhờ tôi xem xét thuộc tính giày hậu thổ. Bộ trang bị cực kỳ hiếm thấy, cho tới nay, bộ trang bị được chúng ta thu được, biết được, không vượt qua 10 bộ. Mỗi một bộ đều giá trị cao ngất, cho dù là các trưởng lão, cũng rất khó thu thập được trọn vẹn bộ trang bị. Nguyên Thủy, vận may của cậu rất không tệ. Khuôn mặt Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười khó có thể ngăn được, tôi tính nghĩ cách kiếm được bộ trang bị tế trời, như vậy có thể dùng mãi đến cảnh giới chúa tể. Phó Thanh Dương nói, cái này rất khó, trong ngũ hành minh, tập hợp đủ bộ trang bị chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là con cưng của trời. Trương Nguyên Thanh hỏi, phía chính phủ chúng ta có ai tập hợp đủ bộ trang bị rồi? Phó Thanh Dương nói, tôi, mình không nên hỏi, thì ra chờ ở chỗ này. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái lại, bách phu trưởng lợi hại. Dưới chúa tể, ngoài ta còn ai? Đợi tới giữa năm, thành chúa tể, đạp lăng tiêu, xưng bá ngũ hành minh. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, cậu nghỉ ngơi trước một phen, nối lại xương gãy, giữa trưa ở lại bên này dùng cơm. 2 giờ chiều, ra đấu trường, từng bóng người buông xuống, khán đài vốn trống trải, trong 2-3 giây trở nên kín người hết chỗ,
đông nghìn nghịt tất cả đều là đầu người. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ngẫu nhiên ở nơi nào đó của khán đài, hành giả phía chính chủ bên cạnh không nhận ra một ai cả. Nhưng người khác nhận ra hắn. A, à, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thét chói tai là cô nương dung mạo xinh xắn, che miệng, trên mặt tràn đầy niềm vui bất ngờ. Mấy nữ đồng bạn bên cạnh cô cũng là vẻ mặt kích động hơn nữa hưng phấn. Mình bây giờ cũng là nhân vật cấp thần tượng rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, đang muốn phát huy năng lực xã giao, tâm tình một phen cùng các chị em, bỗng nhiên liếc thấy Quan Nhã ngay tại nơi xa, mỉm cười nhìn về phía bên này. Dạy bảo của đạo sư cuộc đời hiện lên ở trong đầu. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, học tư thái Phó Thanh Dương, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng lướt qua các nữ đồng nghiệp, không nhanh không chậm bước đi, đi về phía lão tài xế. Ồ, hắn thật cao ngạo lạnh lùng, không giống với lúc thi đấu biểu hiện hoạt bát. Cao ngạo lạnh lùng mới tốt nha, nói rõ sẽ không câu dẫn phụ nữ bừa bãi, ta thích nam thần cấm dục. Cô gái thích nam thần cấm dục, cùng đàn ông thích băng sơn mỹ nhân là chung một đạo lý, ta tuy không đạt được, nhưng bọn họ vẫn là thuần khiết. Nam nữ tác phong phóng đãng đều không có danh tiếng tốt, bởi vì trong lòng người theo đuổi thèm nhỏ dãi sắc đẹp của bọn họ biết, nam thần nữ thần của bọn họ mỗi ngày đều lên giường với người khác. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 677, kỹ gần như đạo ba. Lời của đạo sư cuộc đời lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Chị Quan Nhã, hắn ngồi xuống ở bên cạnh lão tài xế. Trương Nguyên Thanh biết, hành vi sau khi vào sân dẫn đầu tìm kiếm cô, khẳng định có thể giành được hảo cảm, lại có hành vi vừa rồi. Thái độ lạnh nhạt đối với fan lại có thể cày độ hảo cảm một lần. Ừm, Quan Nhã cười tươi gật đầu, trong ánh mắt che giấu sự hài lòng. Đổi chỗ ngồi hỗn loạn ồn ào nhanh chóng kết thúc. Nữ vương không xem trận đấu hôm nay, nghe Quan Nhã nói, cô ấy hôm nay vừa vặn trực ban, chỉ có thể dưng dưng ở lại hiện thực. Về phần bé trà xanh cùng Khương Tinh Vệ, Trương Nguyên Thanh chưa nhìn thấy. Trong tiếng giáp vảy va chạm, kiếm khách mặc giáp ra sân. Sau khi đọc diễn văn mở màn đơn giản, linh cảnh hành giả ở đây đều thu được danh sách đối chiến linh cảnh bắn ra. Phong Đô Quỷ Vương chiến với Nhất Vi Độ Giang Linh Quân, chiến với Phấn Đầu của Nhũ Hồng, Phó Thanh Dương chiến với Thánh Hỏa Hừng Hực. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhìn quét xong danh sách đối chiến, vui mừng bất ngờ nói, lúc này vừa mới bắt đầu, đã có nhiều tuyển thủ cấp ngôi sao như vậy ra sân. Trong trận đấu giai đoạn siêu phàm, một ngày đầu tuyển thủ cấp ngôi sao ra sân không được mấy người. A, à, giống Tùng Hải thành thị trên tuyến y như vậy, cũng chỉ mười mấy 20 thánh giả, còn không nhất định sẽ tham gia đấu lôi đài. Rất nhiều thánh giả lớn tuổi, trừ phi có tự tin chen vào top 10, nếu không là sẽ không tham chiến. Một mặt là bọn họ chưa chắc sẽ tham gia phó bản giết chóc, một mặt khác là đánh thua rất mất mặt. Chấp sự là trụ cột vững vàng của phía chính phủ, ngày thường trưởng lão không ra, chấp sự chính là lãnh đạo cao nhất các hành giả phía chính phủ có thể tiếp xúc đến. Mặt mũi lãnh đạo so với cái gì cũng quan trọng hơn. Trương Nguyên Thanh ồ ồ vài tiếng, kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu, tuyển thủ cặp thứ nhất ra sân. Phong Đô Quỷ Vương khoảng 30 tuổi, áo đen quần đen, dung mạo bình thường, lại có một khí chất tôn quý khôn kể, cùng với khí chàng bá đạo mơ hồ loáng thoáng. Cực kỳ bắt mắt, Nhất Vi Độ Giang là cô gái thân thể mềm mại nhẹ nhàng, tinh, sán thanh tú, trầm tĩnh, nhìn không ra tuổi. Sau khi hai người vào sân, kiếm khách mặc giáp cao giọng nói, bắt đầu. Phong Đô Quỷ Vương không nhanh không chậm lấy ra một tấm gương tròn nhỏ, soi mặt một chút, lúc này mới búng vang ngón tay một cái. Thùng thùng thùng, ba âm thi khôi ngô nhảy vào trên sân, mang đến động tĩnh như tảng đá lăn. Chúng nó mặc trang phục thống nhất, kiểu tóc thống nhất, tư thế đứng cũng giống nhau như đúc. Phong Đô Quỷ Vương này là có bệnh ám ảnh cưỡng chế sao? Trương Nguyên Thanh trêu chọc một câu, là cứng ngắc. Quan Nhã căn cứ quan sát của mình, đưa ra câu trả lời khẳng định. Trương Nguyên Thanh lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phong Đô Quỷ Vương, cứng ngắc, nghiêm túc, không thích nói cười. Hắn thầm nhủ khó trách Âm Cơ không thích Phong Đô Quỷ Vương, quay đi lao vào lòng Ma Quân. Ma Quân dẻo mồm sống tốt thiên phú lại mạnh, hiển nhiên so với đàn ông nghiêm túc đứng đắn càng có thể hấp dẫn phụ nữ hơn. Trong suy nghĩ mơ hồ, ba âm thi thành tam giác, lao về phía Nhất Vi Độ Giang, tiếng bước chân rầm rầm trầm ổn mạnh mẽ, lại cấp thúc nhanh chóng.
mỗi một bước chân đều đạp nứt phiến đá lôi đài. Con ngươi Nhất Vi Độ Giang chợt co lại, ánh mắt hóa thành màu hổ phách, con ngươi dựng thẳng lên, dưới làn da sinh trưởng lông vàng rậm rạp, bên miệng mọc ra râu, mũi bẹp xuống biến thành màu đen, móng tay kéo dài cong lại, hóa thành móng vuốt. Trong thời gian ngắn, cô đã biến thành một miêu nữ linh lung bốc lửa. Miêu nữ nhẹ nhàng nhảy lên, từ đỉnh đầu ba âm thi nhảy qua, khiến chúng nó vô thất bại. Miêu nữ vô thanh vô tức rơi xuống đất, không có bất cứ tiếng động nào, ngay sau đó hóa thành tàn ảnh, nhanh như điện, lướt về phía Phong Đô Quỷ Vương. Cùng lúc này, phiến đá dưới chân Phong Đô Quỷ Vương mọc ra những bụi cỏ dại xanh biếc, trải ra như tấm thảm, khiến bề mặt lôi đài biến thành mặt cỏ. Phong Đô Quỷ Vương không biểu lộ cảm xúc gì, tung người nhảy một cái, nhảy lên cao mấy mét, cũng ở dưới muôn ánh mắt nhìn vào, tiến vào dạ du, biến mất không thấy. Miêu nữ lập tức dừng lại thế xung phong, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, quan sát mặt cỏ có dấu vết bị dẫm đạp hay không. Nhưng Phong Đô Quỷ Vương tựa như biến mất. Cậu cảm thấy hắn ở nơi nào? Quan Nhã thấp giọng hỏi. Trương Nguyên Thanh nghĩ cũng không cần nghĩ, nói, ở trên vai âm thi. Người đẹp Lai kinh ngạc nhìn hắn một cái đó nhất trí với tình huống nàng quan sát được, nhưng Nguyên Thủy không phải thám báo, cũng không đeo kính mắt kẻ quan sát, dựa hết vào trí tuệ chiến đấu suy luận ra. Lúc này, trên vai một âm thi trong đó hiện ra bóng dáng Phong Đô Quỷ Vương. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 678, Kỹ gần như đạo 4. Trong tay hắn cầm một tấm gương nhỏ hình tròn, tự soi gương, hắn tựa như từ trong gương thấy được sự vật hài lòng, khẽ cười một tiếng, tiếp đó phun ra một hơi thái âm lực kéo dài vô tận. Ô ô ô, tiếng quỷ khóc vang thấu toàn trường, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống. Trương Nguyên Thanh thân là thần dạ du, nhìn thấy rõ ràng từng làn khói cùng với thái âm lực bay ra, ở trên không trung huyễn hóa ra các loại lệ quỷ oán linh. Có nam có nữ, có già có trẻ, hoặc diện mạo dữ tợn, hoặc tóc tai bù xù, ước chừng mấy chục oán linh. Những oán linh này nắm trong tay những cái lưỡi liềm, bay lượn trên cao, đàn quỷ loạn vũ. Đây là linh phó. Cũng nhiều quá rồi nhỉ, không đúng, không phải linh phó, xen vào giữa linh phó cùng oán linh, đây là thao tác gì? Trương Nguyên Thanh ngây người, oán linh giơ cao lưỡi liềm, lao xuống về phía miêu nữ. Mỗi một đao chém chúng đều khiến miêu nữ phát ra tiếng thét chói tai đau đớn, cô có thể dựa vào nhanh nhẹn tránh né âm thi công kích, lại không tránh được các oán linh vô hình kia. Vài phút sau, chiến đấu kết thúc. Phong Đô Quỷ Vương không tốn bao nhiêu tinh lực đã giành được thắng lợi. Cảm giác tựa như đang chăn gà, đây là kẻ vô địch dưới chúa tể một thế hệ trước. Hắn vì sao phải soi gương? Tính tới trước mắt, Phong Đô Quỷ Vương thi triển đều là năng lực của thần dạ du, năng lực của tinh quan đâu. Trương Nguyên Thanh âm thầm cảm khái. Cặp thứ hai là linh quân cùng phấn đầu của Nhũ Hồng, kẻ sau là một vị ôn thần, am hiểu năng lực lĩnh vực bệnh khuẩn, vi sinh vật, bị chữa trị của thú vương khắc chế. Nhưng linh quân đánh không lạnh không nóng, từ đầu tới đuôi, chưa chủ động tấn công, bởi vì phấn đầu là một thục nữ cực có ý nhị. Tỷ tỷ là chấp sự phân bộ nào? Đồng tỉnh. Ai, trận này tôi chiếm tiện nghi, thắng không võ. Không sao, thắng bại vốn không quan trọng. Đúng, thắng bại không quan trọng, có thể giao thủ cùng tỷ tỷ một cô gái ưu tú như vậy là thu hoạch lớn nhất khi tôi dự thi. Không hổ là Hoa công tử, rất biết nói chuyện. Tỷ tỷ tham gia đấu lôi đài là hướng về phần thưởng, là rèn luyện. Dài dòng kéo dài đánh nửa giờ, kiếm khách mặc giáp nhịn không được nhíu mày cao giọng tốc chiến tốc thắng. Linh quân vừa nghe, ôm ngực a một tiếng. Tôi sinh bệnh rồi, tôi nhận thua. Thục nữ đối diện ngẩn người, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cô vừa muốn nói gì, Linh Quân đã ôm ngực, thất tha thất thểu quay về khán đài. Hắn cố ý nhường mình, là muốn để mình rèn luyện thêm mấy trận. Chấp sự thục nữ Thủy Thần Cung lập tức hiểu tâm ý của Hoa công tử. Trong lúc nhất thời vừa cảm kích vừa bất ngờ, hảo cảm đối với hắn tăng vọt. Phó Thanh Dương cùng Thánh Hỏa hừng hực vào sân. Kiếm khách mặc giáp vừa dứt lời, chỗ ngồi nơi nào đó, một bóng người áo trắng thong thả đứng dậy. Hắn không giống tuyển thủ khác từ tường cao nhảy xuống, mà là lấy ra một cái áo choàng xanh thẳm khoác trên vai. Vù vù, áo choàng phần phật phấp phới,
Một luồng khí xoáy từ lòng bàn chân Phó Thanh Dương dâng lên, nâng hắn bay về phía giữa lôi đài. Trên khán đài truyền đến những tiếng cổ vũ. Đi quá đi, Trương Nguyên Thành nói. Quan Nhã rất đồng ý ý kiến của hắn, cảm khái nói, Thanh Dương đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thích làm màu ngầu lòi. Hơn nữa người ngốc tiền nhiều, lại tự xưng là lấy đức thu phục người. Những lời này chúng ta nói riêng thôi, đừng truyền ra ngoài. Đang có ý này. Khi nói chuyện, một quả cầu lửa từ khán đài dâng lên, như đạn pháo đánh về phía Phó Thanh Dương bay ở giữa không trung. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng, bấm tay bắn ra, quả cầu lửa ầm nổ tung, trong ánh lửa bành trướng, một bóng người ngang tàng xuất hiện. Người này tuổi chừng 40, dáng người khôi ngô, râu quai nón, khí tức bá đạo, ánh mắt sắc bén. Là loại người đi ở trên đường bị người ta nhìn vài lần, sẽ chạy tới chất vấn mày nhìn cái gì, sau đó cho ngươi một cú đấm. Phó Thanh Dương. Thánh hỏa hừng hực cao giọng nói đều nói cậu là người đứng đầu dưới cảnh giới chúa tể. Tôi không phục, vừa lúc lĩnh giáo cao chiêu, hy vọng cậu không phải hư danh. Còn chưa nói xong, đang chậm rãi hạ xuống, hắn thấy Phó Thanh Dương từ trong hư không lấy ra một cây kiếm bát phương thanh đồng, lưỡi kiếm sắc bén, thân kiếm lại răng kín rỉ đồng. Tiền công tử sắc mặt lạnh lùng chém xuống một kiếm. Con ngươi thánh hỏa hừng hực hơi co lại, thân thể quỷ dị kịch liệt run rẩy, trong đầu hiện lên vô số loại phương thức né tránh, nhưng có tự mình mâu thuẫn, tự mình phủ quyết. Cuối cùng cái gì cũng chưa làm, tùy ý lưỡi kiếm xé rách ngực, chặt đứt xương sườn. Ầm. Thánh hỏa hừng hực nện mạnh ở trên lôi đài, máu tươi bắn ra ở ngực, nhuộm đỏ mặt cỏ. Phó Thanh Dương xoay người, bay về lôi đài. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 679, kỹ gần như đạo năm. Đội hậu cần vội vàng lên đài, sau khi xem xét thương thế một phen, cao giọng nói, trưởng lão, cần tiêm sinh mệnh nguyên dịch. Kiếm khách mặc giáp khẽ gật đầu, đội hậu cần nâng thánh hỏa hừng hực, vội vàng rời đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vài giây sau, nhấc lên ồn ào như thủy triều. Cái gì? Vậy đã kết thúc rồi. Thánh hỏa chấp sự nhận tiền rồi à? Diễn thật giả, Phó Thanh Dương một kiếm đó, ta cũng có thể tránh được. Đường đường chấp sự không tránh được, tiền công tử không hổ là tiền công tử. Khán giả ngươi một câu ta một câu, nghị luận không ngớt, đều chỉ trích Phó Thanh Dương đánh giả. Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới lúc trước ở tiểu học số 3 săn giết Hắc Vô Thường, vị hỏa sư kia của ám dạ Mân Côi, chính là ngay cả dũng khí cận chiến với Phó Thanh Dương cũng không có. Mà thánh hỏa chấp sự này, vừa ra sân đã lỗ mãng xông tới. Mang đi so sánh, vị này mới là hỏa sư chính cống nha, hỏa sư kia của ám dạ Mân Côi, quả thực là sỉ nhục của hỏa sư. Trong tiếng nghị luận, Trương Nguyên Thanh nghe thấy Quan Nhã cảm khái nói, đây là kỹ gần như đạo. Kỹ gần như đạo. Trong lòng hắn đọc thầm bốn chữ này, nhân cơ hội hỏi, câu này rốt cuộc có ý tứ gì? Vấn đề này quấy nhiễu hắn hồi lâu. Lần trước từng nói với cậu, tốt qua sông được xưng là Tiểu Thanh Dương, tốt qua sông quan sát chuyên tinh, cậu là từng lĩnh giáo. Quan Nhã nói, đòn chém của Phó Thanh Dương chính là chuyên tinh quan sát của tốt qua sông phiên bản cập nhật. Ừm, cập nhật vô số phiên bản. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tốt qua sông có thể dự đoán 2 đến 3 bước, hắn vừa nâng súng. Bạn đã có loại cảm giác nhất định bị đánh trúng, mặc kệ sang trái hay sang phải, đều sẽ bị người ta dự đoán được. Cho nên, Bách Phu Trưởng là dự đoán 7, 8 bước, thậm chí càng nhiều hơn. Quan Nhã lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không, nếu là như thế, không xứng đáng với bốn chữ kỹ gần như đạo, cảnh giới của hắn còn cao hơn một tầng. Cao hơn một tầng, Trương Nguyên Thanh nhíu mày, có ý tứ gì? Chị trước kia từng nói với cậu, Phó Thanh Dương thiên phú không tốt, từ nhỏ bị các trưởng bối của gia tộc xem nhẹ. Trong bạn cùng lứa tuổi, hắn thuộc về bậc trung hơi kém, nhưng hắn rất kiêu ngạo, loại kiêu ngạo đó là từ trong xương tủy phát ra. Có đôi khi chị rất không hiểu, rõ ràng yếu như vậy, vì sao lại kiêu ngạo như vậy chứ, dựa vào cái gì? Chính bởi vì loại kiêu ngạo mù quáng này của hắn, thường xuyên bị bạn cùng lứa tuổi ở gia tộc bắt nạt. Quan Nhã lúc nói tới những điều này, trong ánh mắt là hồi ức, là cảm khái, là kính nể. Thẳng đến năm ấy 15 tuổi, trong thi đấu gia tộc tổ chức, chị bị hắn dùng đao gỗ chém ngã, hắn chỉ dùng một đao.
nhưng một đao đó vừa nhanh vừa hiểm vừa chuẩn, đánh chị bất ngờ không kịp phòng bị. Về sau chị mới biết được, trong 7-8 năm qua, Phó Thanh Dương chỉ luyện một chiêu, đó là chém. Hắn biết mình thiên phú không tốt, cho nên hắn không học võ thuật chiến đấu, không học chiêu thức, chỉ luyện chém. Tập trung toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết ở một chiêu, khiến nó lên tới đỉnh cao. Chị thua tâm phục khẩu phục, bởi vì chị biết, một đao đó ngưng tụ kiêu ngạo của hắn, ngưng tụ nửa đời tâm huyết của hắn, khi hắn xuất đao, liền đã vô địch. Quan Nhã thở dài. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, hắn dung nhập quan sát vào đòn chém, vẫn như cũ ngày tiếp nối đêm lặp đi lặp lại luyện tập. Trưởng bối gia tộc không coi trọng hắn, đều cảm thấy đường hắn đi quá hẹp, chỉ biết một chiêu, liền ý nghĩa rất dễ dàng bị nhằm vào. Sự thật cũng quả thật như thế, hắn năm đó, tựa như tốt qua sông bây giờ, rất mạnh, nhưng không đứng hàng ngũ đầu. Thẳng đến khi hắn tấn thăng cảnh giới thánh giả, chúng ta mới kinh sợ phát hiện, hắn đã mang một đao này luyện thành quy tắc. Nói tới đây, Quan Nhã nhìn Nguyên Thủy trợn mắt cứng lưỡi, gật đầu nói, đúng, chính là quy tắc của quy tắc loại đạo cụ. Đòn chém của hắn, không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn đối kháng, chúa tể cũng không thể tránh được, tựa như đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia của cậu, cẩu trưởng lão cũng không thể làm gì được. Phó Thanh Dương linh mẫn cảnh sinh ra tới nay, cái thứ nhất nắm trong tay quy tắc nhân. Đương nhiên, minh chủ nhóm được không, ta cũng không biết. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm nói đây là kỹ gần như đạo. Hắn đột nhiên hiểu, rõ ràng Phó Thanh Dương vì sao ngạo nghễ với thiên tài, vì sao nói những thiên tài kia đều là rác rưởi, vì sao nói sự chăm chỉ của nữ nguyên soái không xứng với thiên phú của cô ấy. Phó Thanh Dương quả thật có tiền vốn này, hắn thiên phú không tốt, nhưng hắn có một trái tim cường giả. Thật sự là vừa lòng chua xót vừa dốc lòng nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lặng lẽ nói. Lúc này, một thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe từ bên cạnh truyền đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 680, Tước Phúc 1. Trương Nguyên Thanh thu liễm suy nghĩ, theo tiếng nhìn lại, người tới là một thiếu phụ thành thục động lòng người. Khuôn mặt mượt mà, kiều diễm, môi đỏ mọng như lửa cháy, giống như hoa mẫu đơn đẫy đà. Chu Dung. Chu Dung mặc váy liền áo họa tiết bông hoa vỡ, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu nâu, trang điểm nhẹ nhàng thời thượng, có vài phần đoan trang cùng tao nhã của thục nữ. Ồ, đây không phải vợ cũ của Xích Nguyệt An sao, đây là tới báo thù cho chồng cũ à, hay là muốn cảm tạ Nguyên Thủy của chúng tôi thay trời hành đạo, thay cô thanh lý môn hộ. Đại khái là ánh mắt nóng, rực lại thèm nhỏ dãi của cô gái này kích thích đến Quan Nhã, lão tài xế trong lời nói mang theo gai đâm, trong bông có kim cười nói. Chu Dung lưu luyến rời ánh mắt đi, hướng về phía Quan Nhã, bình thản nói, cô là ai? Trương Nguyên Thanh vội vàng nói, cô ấy là bạn gái tôi. Thuận thế ôm eo Quan Nhã. Thân thể Quan Nhã thoáng cứng đờ, không biểu lộ gì cả gỡ tay hắn ra, hừ một tiếng, giống một người bạn gái bất mãn đối tượng bị người phái khác bám lấy. Bạn gái? Chu Dung đánh giá khuôn mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp của Quan Nhã, giật mình. Cô có hai sở thích lớn, một là nuôi trai bao, hai là cặp kè đàn ông có vợ, sau đó trước mặt người vợ quất roi, tra tấn người đàn ông, để cô ấy thấy người chồng yêu thương biến thành chó liếm mình. Người chồng sa ngã, người vợ đau khổ không muốn sống nữa, tình yêu tốt đẹp bị ô nhiễm, bị phá hư. Chu Dung có thể từ trong đó đạt được khoái cảm thật lớn. Người phụ nữ này xinh đẹp như vậy, không biết khi cô ta thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn hèn mọn quỳ rạp xuống dưới chân một cô gái khác, hoặc ở trên người một cô gái khác ra sức khai khẩn, sẽ là một vẻ mặt như thế nào. Xé bỏ tình yêu của một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao không phải một điều thú vị. Chu Dung mặt mỉm cười, dịu dàng nói, chuyện Xích Nguyệt An, vạn phần xin lỗi, tuy nhiên tôi với hắn đã sớm ly hôn. Nhưng Chu gia quả thật có ở sau lưng nâng đỡ hắn, nhưng không ngờ, hắn vì ham muốn riêng, thế mà làm ra loại chuyện này. Ồ, người phụ nữ này thế mà nói tiếng người. Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ, hắn cho rằng Chu Dung là tới khởi binh vấn tội. Hắn đánh giá Chu Dung vài lần, không chút lưu luyến sắc đẹp của thiếu phụ, mắt nhìn về phía lôi đài, bình thản nói, cho nên. Không được, vừa thấy cô ta mình liền nghĩ tới audio ma quân dạy dỗ. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng, tựa như ngày nào đó ở
trong hiện thực gặp được sư phụ Nhật Bản, bạn khẳng định sẽ nhớ tới hình ảnh cô ấy hoặc quỳ hoặc nằm úp sấp, hoặc đầu gối ép lên bả vai. Chu Dung nhíu mày, trong lời nói đó vừa rồi của cô ẩn chứa lực lượng nhạc sĩ, không có người đàn ông nào có thể từ chối cô. Nào ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn này lại không chút dao động. Hít sâu một hơi, Chu Dung vẻ mặt dịu dàng, trong giọng nói mang theo một tia làm nũng, nói, vì bày tỏ xin lỗi, tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, bỏ qua việc Xích Nguyệt An. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh sắc mặt lạnh lùng, xúi dục Xích Nguyệt An trái pháp luật loạn kỷ cương, nhốt phụ nữ vô tội, ép bán dâm, một bữa cơm đã muốn qua chuyện. Hoàn toàn vô dụng, sức quyến rũ của mình hoàn toàn vô dụng. Vẻ mặt Chu Dung hơi cứng ngắc, yên lặng thu hồi kỹ năng nghề nghiệp nhạc sĩ, bình thản nói, cậu phải rõ hai chuyện. Một, thời gian đồng tước lâu tồn tại chừng 10 năm, mà 10 năm trước, tôi còn chưa kết hôn với Xích Nguyệt An. Hai, hành vi của Xích Nguyệt An không liên quan tới tôi. Cậu đã không nể mặt, vậy thì thôi. Nói xong, xoay người rời đi. Trương Nguyên Thanh nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, vòng eo nhỏ, dưới váy dài là bờ mông đầy đặn như vầng trăng, đi đường rất mê người. Dáng người đầy đặn tuyệt vời, khuôn mặt quyến rũ như thế, khó trách ma quân lúc trước không nỡ giết cô ta. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nguyên Thanh hỏi lão tài xế bên người. Tham báo mắt lửa ngươi vàng, hẳn là có thể nhìn ra vài thứ. Quan Nhã hậm hực nói, cô ta muốn ngủ với cậu. Trương Nguyên Thanh mất hứng nói, tôi đang nói chính sự với chị đừng cua xe mãi. Quan Nhã dựng thẳng lông mày lá liễu, cười lạnh nói, chị nói đều là lời thật. Người phụ nữ này đối với cậu có ham muốn chinh phục cùng ham muốn giao phối mãnh liệt. Tin hay không cậu lên giường một chuyến, cái gì cũng không làm, cô ta sẽ tự mình trèo lên hành. Động, còn có loại chuyện tốt này. Trương Nguyên Thanh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Quan Nhã ha ha một tiếng, cười mỉm nói, biết là chuyện tốt cậu còn từ chối. Vừa rồi dùng phương pháp gì, có thể chống đỡ sức quyến rũ của nhạc sĩ. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, lòng như cho tàn. Làm sao vậy? Quan Nhã khó hiểu. Không, không có việc gì. Đề tài này quá mức trầm trọng, Trương Nguyên Thanh không muốn nói chuyện nhiều, chuyển hướng đề tài, chưa từng có ai bắt chước Phó Thanh Dương, nắm giữ đạo cụ loại quy tắc. Các bạn vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.